Rồi, ok. Còn cái mắm tôm đó. Rồi, được rồi đó, được rồi, được rồi, bạn bắt thôi. Ôi trời, tôi ghé mắm rồi, tôm bạn bắt cho ớt nhiều vô. Xong rồi bắt chanh vô. Ok, rồi bắt chanh vô. Wow, mắm tôm. Rồi, tuyệt vời. Hai miếng chanh đi. Cái này chỉ có mẹ ăn thôi chứ tôi không ăn đâu. Tôi ghét món tôm lắm. Ok. Không ăn đúng không? Mẹ ăn thôi. Ủa rồi, nó xanh mà còn vượt nữa. À, được rồi, lấy đũa quậy lên. Đó, bún riêu thì phải có mắm tôm với chanh với ớt. Chanh nhiều vô thì mắm nó sẽ lạc lại, mình ăn nó đỡ đỡ tăng huyết áp nha. Nãy nó bị cái khói, camera nó mờ. Rồi, chị bắp review, chị bắp ăn này. Rồi, đưa mẹ quậy cho. Ok, rồi, chị bắp ăn đi. Chén mắm tôm nhìn là thấy hấp dẫn rồi ha, quá ngon luôn rồi. Cảm ơn bác nha. Lên tới mũi luôn. Rồi, bác xin mời cô chú và anh chị nha. Chào cô chú và anh chị nha. Ngon không? Bác cảm nhận con riêu ở đây ngon không? Cảm nhận món riêu đây ngon không? Ở đây là vòng xoay hắc dịch thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu nha quý anh chị và các bạn. Nó cay cay. Cay cay chua chua. Rồi thì bây giờ cái nồi bún đã xong rồi anh chị và các bạn. Bây giờ Nhi sẽ múc cho bạn bắp nha. Và Nhi thì sẽ ăn bánh xèo. Thì hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn có món bún chả nấu theo kiểu ở nhà của mình và bánh xèo cuốn rau. Thì sẽ có một lát nữa. Bắp chả, hai bắp chả, ba bắp chả, một miếng đậu bắp, một cái ớt chuông cho đẹp. Múc vậy cho nó đẹp đi, bắp ăn đến đâu thì bắp ăn. Và một cái nấm này ăn rất là có sức khỏe nè. Nào mày múc nước đi. Múc nhiều với tôi ăn không hết rồi. Rồi, ok, rồi tắt.
Nước cà rốt, nước thơm xay ra để nấu lên màu đẹp ghê chưa này. Đó thấy không? Cả nhà thấy đẹp không? Đâu có cần mình xài màu điều hay là thắng màu đâu. Hãy xài màu rau ngũ quả tự nhiên, quá tuyệt vời. Nồi canh giò nấm chay cho các con. Dưa của con bên đây nè. Hôm qua bên đó là mè nó tán con. Tao bị dưa ăn. Mà mẹ nó ăn cả số miếng rồng rồng. Đây, bị dưa. Bị dưa nó ăn mà nó chừa lại. Còn thiếu bà mình xám nữa nha. Nè, nó bị gơ hình. Con này mẹ nó để ra 5 nước, một con mèo mướp, hai con mèo đen, hai con mèo trắng. Trắng đó. Có em bên này mà. Ê, cả nhà, mỗi lần trời nó mưa xuống đó, trời sáng nay trời nó mưa này, hôm qua nó mưa nhiều á, hôm nay bông nó nở, rồi ông ruồi nó bu quá trời, ông nó hút mật. Đó, cả nhà thấy không, quý vị thấy không, nè ong nè. Nó hút mật quá trời, nên cái mùa này là có mật ong tươi nha. Mưa mưa xuống là bắt đầu ong ruồi nó đi làm mật á. Có mật ong tươi đó, đó nó bay. Nhiều lắm luôn. Ong nó đẻ ra. Ong con quá trời luôn nè. Cái màn hình nó hơi mờ ha. Đây là cái cây trước cửa nhà. Nó có mới đầu tiên nó có tí tẹo thôi, nó có một nhánh thôi. Mà Nhi trồng bây giờ nó đẻ ra một bụi kìa. Thiệt là to luôn nè, đó nó cao. Ngút trời mây luôn rồi nè. Cao lên mấy nhà luôn nữa quý vị, đó nó cao lên mấy nhà luôn. Rồi. Cao lên tới cái mái nhà, đụng mái nhà luôn. Đi không? Ôi, mưa bão đến rồi. Cái cô nói là mưa bão đến rồi. Hello, có thể không nha. Em gửi em quay em gửi cho chị nè. Buồn phong bão to tới nè. Đó, ông Boy nè. Ông Boy thơm ăn quá rồi. Mày bão ghê quá. Gơ. Gơ có sợ sắp xếp không gơ? Nãy cứ sắp xếp đi chị ơi. Cây chua chua. Rồi thì bây giờ cái nồi bún đã xong rồi anh chị và các bạn. Bây giờ Nhi sẽ múc cho bạn bắp nha. Và Nhi thì sẽ bánh xèo. Thì hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn có món bún chả nấu theo kiểu ở nhà của mình và bánh xèo cuốn rau.
thì sẽ có một lớp ớt, bắp chả, hai bắp chả, ba bắp chả, một miếng đậu bắp, một cái ớt chuông cho đẹp. Tôi múc vậy cho nó đẹp đi, bắp ăn đến đâu thì bắp ăn. Và một cái nấm này ăn rất là có sức khỏe nè. Nào mình múc nước đi. Múc nhiều với tôi ăn không hết rồi. Rồi, ok, rồi tắt. Ôi, còn nước xèo nữa. Trời, hôm nay mình sẽ có món bánh xèo nha anh chị ơi. Tại vì nên mình sẽ bỏ cái lon mình nước lại. Bánh xèo này là bánh xèo chay. Là rổ rau. Đây là bánh xèo chay. Bánh xèo chay của Nhi nha. Bây giờ Nhi sẽ bỏ lên Nhi nướng lại. Còn có bánh xèo. Bánh xèo này mình mua hôm qua các bạn, hôm qua người ta bán ế, người ta mời. Cho nên mình mua thì mình dặn là đổ bánh xèo chay á. Nên là hôm nay mình sẽ cho cái lá lốt nè, bỏ vô mình nướng luôn nha cho nó thơm. Ok luôn. Rồi. Thôi khỏi đi, khỏi bấm nữa. Nó dính cái tay con kìa, cho nên mẹ nói là cái cây rồi. Rồi con bấm đấy. Bấm nữa. Cái cây gắn cái máy vô nó không có bị dính cái tay mình nữa, cái camera. Ủa sao bấm cái nút menu hoài vậy? Đây đúng không? Để nó nướng mình giảm chế độ. Này 5 3 phút thôi. Rồi, 3 phút là nó giòn. Rồi, trong thời gian chờ đợi chút xíu nữa mình sẽ lôi ra cho các anh chị coi nha. Chị là lá vàng. Wow, cái bông quá đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ hái bạn bắp ơi. Mình lấy rổ xuống mình tuốt. Rồi bạn bắp tuốt đi, mình quay. Mình đâu có biết đâu. Mình không biết hả? Vậy bạn quay đi mình tuốt cho. Trời ơi, mình đâu biết đâu. Đây. Bạn quay bạn nhìn nó nha, mình tuốt cho. Nè, cận cảnh lá vàng nè. Đó, lá vàng. Ở gần nhà mình á, đường đi ngoài rẫy đi vô. Đường đi vô nhà là nhiều lắm. Thế mình hái đã đời luôn á. Hôm nay mình sẽ có một tô canh lá vàng. Nhưng mà mẹ hay đấy. Hả? Nói là mua mực cho con ăn mà mẹ. Mua mực hả? Giờ trễ quá rồi. Chiều đi. Mẹ chở con đi mua. Giờ con nói con đói quá rồi, mẹ phải làm chữa cháy cái này ra. Rồi một rổ này là đủ rồi cả nhà. Bây giờ mình vô mình nấu nha. Nấu canh với cơm. Với bao tử cuốn họng luộc. Mình mời cả nhà nha. Đây nè bác. Quay xuống đây nè bác. Đó, cái này là cái cây ô nhiều lắm luôn á nè. Hái bông. Cái bông này là của hoa đậu biết nè. Mình hái luôn. Luôn đi. Hái về luôn, mình nấu canh mình ăn luôn. Thì hoa đậu biết là mình ăn được nè. Nó vàng quá, trời nó vàng luôn. Rồi thôi mình vô thôi. Rồi bạn bắp chở vô. Nóng ghê. Nóng quá.
Mình vô cả nắng cả nhà ơi, vô nấu cơm ăn nha cả nhà. Hai mẹ con xin chào ông bà, cô chú, các bạn. Hôm nay hai mẹ con sẽ làm món gì bác? Bún xích chả. Hôm nay hai mẹ con sẽ nấu bún thơm, ăn bún thơm. Nấu bún chả ăn với bún. Nấu sẽ làm được, quý vị sẽ thấy nha. Giờ thì hôm nay hai mẹ con xin chia sẻ món là bún chả. Hôm nay ăn đơn giản, Nhi thì hôm nay Nhi sẽ ăn chay, còn nấu bún chả cho bắp ăn nha quý vị. Ôi ôi, nó chở bùn ra đây nè. Đi thẳng luôn. Rồi, yeah, hai mẹ con đi hái lá giang nha cả nhà. Đi thẳng. Thẳng luôn.